Lời nói đầu tiên cho phép Minh Tươi gửi lời chúc đến thầy và quý Phật tử được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ thì Minh Tươi xin gửi tặng đến quý thầy, quý Phật tử với bài tân cổ rất là có cái ý nghĩa. Đó là bài Công Cha Nghĩa Mẹ. Lòng quảng đại của mẹ cha chỉ như biển trời lại lan chinh tháng cư mang ba năm bồng ấm dành ước nhưng khô miệng sao cho con khôn lớn nên người khi con được thành danh thì cha cười à ơi nuôi con chẳng quản chi thân bên ước mẹ nằm bên cha con lắng biết chi đền đáp khó khăn lên non sắn đã xây lăng phụng thờ ôi cha mẹ quá đổi nhọc nhằn suốt cả cuộc đời luôn hy sinh vì con sĩ Vũ Minh Tươi. Cảm ơn những tràng pháo tay và những cánh hoa thân thương của quý vị gửi tặng anh em nghệ sĩ ban nhạc. Cảm ơn rất nhiều.